Thưa quý vị, nhà điều dưỡng tình thương Suối Hoa, tọa lạc tại thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, vừa được đưa vào hoạt động phục vụ công tác thăm khám và điều trị bệnh bằng thuốc nam cho bệnh nhân nghèo và trẻ em khuyết tật trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Công trình có giá trị trên 3 tỷ đồng, được xây dựng từ sự đóng góp kinh phí của ông Trần Phước Hùng, nguyên giám đốc khu du lịch sinh thái Suối Hoa, xã Hòa Phú. Nhà điều dưỡng tình thương có diện tích 1.000 m2 với 40 phòng, được bố trí theo kiểu homestay, tạo thuận lợi cho công tác điều trị và lưu trú bệnh nhân. Đến nay, bệnh nhân nghèo và trẻ em khuyết tật được chữa trị hoàn toàn miễn phí thông qua các phương thuốc nam do các tình nguyện viên thu hái cũng như các hoạt động chăm cứu do đội ngũ lương y các chùa, Hội Đông y huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tự nguyện tham gia mỗi tuần 3 ngày. Thực ra mà nói thì cái chữa bệnh là một cái vấn đề nó lâu dài. Nhưng thông qua đó là mình cũng góp một phần nhỏ nào đó cho cái thứ nhất là về mặt giảm thiểu một số cái tuyến bệnh nhân, tuyến bệnh viện ở cơ sở trên để mình là gọi là tuyến cơ sở, những bệnh nhân cơ sở thì mình có thể giúp. Cái điều đó là một. Cái thứ hai là cũng giúp cho bà con nghèo không có điều kiện đi xa, không có điều kiện là đi chữa bệnh ở những nơi xa thì mình cũng có thể tiếp quản. Về ở đây mình có một số cái phòng lưu trú. Không là những nhà hảo tâm giúp đỡ đến nhà tình thương để cho mở rộng hơn, để cho giúp đỡ những người nghèo. Được biết, 7 năm qua, nhà điều dưỡng tình thương Suối Hoa đã chữa trị cho hơn 35.000 lượt bệnh nhân trong và ngoài thành phố Đà Nẵng, trên 210 triệu thang thuốc với kinh phí 6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí cho công tác khám và điều trị bệnh nhân chủ yếu dựa vào sự phát tâm thiện nguyện của các nhà hảo tâm.